Chào mọi người, mình là Nguyễn Duy. Mình là founder, chủ sáng lập thương hiệu bàn thờ Duy Tâm, chuyên cung cấp các loại bàn thờ treo tường, bàn thờ chung cư, tấm chắn áp khói cho căn hộ chung cư và nhà phố. Hôm nay mình xin review cho các bạn về một cái sản phẩm của bên mình, đó là tấm chắn áp khói. Trên tay mình đây là một tấm chắn áp khói. Tấm chắn áp khói này nó là một phần rất là quan trọng trên bàn thờ. Đặc biệt là đối với bàn thờ treo tường thì chúng ta cần phải sắm cho mình một cái tấm chắn áp khói. Tác dụng của tấm chắn áp khói thì nó là ngăn ngừa áp khói, khói hương nhang bay lên trần nhà. Bởi vì khi mà khói hương nhang bay lên trần nhà thì nó sẽ gây lên các cái vết ố vàng, vết đen, rất là mất mỹ quan trong khu vực thờ cúng của chúng ta. Vậy nên bàn thờ treo tường, cụ thờ hay bàn thờ, chúng ta đều cần phải có tấm chắn áp khói. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cấu tạo của tấm chắn áp khói. Phần thứ nhất là phần khung. Đây là phần khung các bạn. Phần khung của nó được làm từ gỗ sồi. Và nó phía sau của nó là có 3 chỗ để gắn vít. Với kích thước nhỏ như thế này nó sẽ có là 3 chỗ gắn vít. Với các cái kích thước tấm chắn áp khói lớn hơn thì nó sẽ có từ 4 đến 6 chỗ để gắn vít. Tùy kích thước lớn hay nhỏ. Đó là phần khung. Phần tiếp theo đó là phần hoa văn, tấm hoa văn. Tấm hoa văn này được làm từ alu và nó được thiết kế hoa văn rất là đẹp bằng cắt CNC. Thì nó có những hoa văn rất là sắc sảo, rất là chi tiết các bạn. Đây là hoa văn chữ tài. Nó các loại, có các loại hoa văn như là hoa văn chữ lộc, hoa văn chữ thọ, hoa văn chữ phúc, hoa văn chữ an. Nó có những bộ hoa văn chữ hán, nó rất là đẹp. Phần sau của nó là một cái phần thứ ba đấy, phần mica các bạn. Cái phần mica này vô cùng quan trọng. Phần mica này nó giúp cho cái áp khói nó ám cái phần mica này mà nó sẽ không bị ám trên trần nhà. Và chúng ta khi mà lau chùi thì chúng ta sẽ lau chùi cái phần mica này. Phần mica này nó là một cái tấm mica trong suốt nha các bạn. Ở đây thì nó là một cái tấm còn mới, cho nên là chưa bóc cái phần giấy này ra. Khi mà các bạn thi công, các bạn đặt áp khói lên trần nhà thì chúng ta sẽ xé cái phần này ra để chúng ta bỏ lên, nó sẽ được một tấm trong suốt. Đó. Rất là đẹp. Nó chỉ có 3 phần cấu tạo thôi, rất là đơn giản. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái video hướng dẫn lắp đặt tấm chắn áp khói qua cái video lắp đặt thực tế tại nhà khách hàng. Thì các bạn có thể thấy là nó trực quan hơn, dễ hiểu hơn để các bạn có thể hình dung, và mình sẽ để các bước các bạn áp dụng để làm theo rất là đơn giản. Mời các bạn xem video.
Và qua đoạn video trên, mình tin rằng tất cả các bạn đã có thể tự lắp bằng lắp đặt được tập châu bốc khói mà không cần phải thuê các đơn vị thi công hay là thợ ở bên ngoài. Thì lắp đặt tập châu bốc khói là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với không gian thờ cúng, đặc biệt là với bàn thờ treo tường, khi mà khoảng cách từ bàn thờ lên trần nhà là hạn chế, kể cả bàn thờ lớn hay trụ thờ, chúng ta cũng cần trang bị tấm chắn bốc khói. Nó không chỉ là vừa chống bốc khói cho trần nhà mà nó vừa tăng cái tính thẩm mỹ cho không gian thờ cúng của chúng ta, nó làm cho không gian thờ cúng đẹp hơn và trang nghiêm hơn rất nhiều. Vậy nên cái việc lựa chọn tấm chắn bốc khói cho bàn thờ được rất nhiều gia chủ chú trọng và quan tâm. Hy vọng những chia sẻ của mình có giá trị và bổ ích tới các bạn, để các bạn hiểu rõ hơn để tránh bốc khói tầm quan trọng của nó và chúng ta cần phải trang bị cho bàn thờ treo tường, bàn thờ đứng như là tủ thờ cần phải có tấm chắn bốc khói. Tại bàn thờ duy tâm thì các bạn có thể, nếu có nhu cầu về bàn thờ treo tường tấm chắn bốc khói, thì các bạn liên hệ qua trực tiếp qua online 0386 149 178 để bên mình hỗ trợ tư vấn miễn phí và mua hàng. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng qua địa chỉ lầu 2, số 621 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình hỗ trợ lắp đặt và vận chuyển trong nội thành. Đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.